Hello mọi người, đến với kênh của mình nha. Thì giải đáp thắc mắc cho các bạn, có nhiều bạn hỏi là rancho hay là cá vàng. Các loại cá vàng có nuôi chung được ESP không? Có nuôi chung được các bể màu không? Thì trước mắt bạn đây là một bầy lưu đại dân nha. Với mình đã chung với 5 con cá vàng rancho. Thì theo kinh nghiệm của mình là mình đã hai bài này chung khá là lâu rồi, thì mình cảm thấy là hai dòng này đi chung với nhau không vấn đề gì các bạn, thì nó sống cũng có hòa đồng. Các bạn thấy khi mà mình thả cá vàng ra một guppy như thế này thì nó sống khá là khỏe nha, nhưng mà nó không cần oxy luôn các bạn. Hay là hồi ngoài trời tự nhiên nước mưa xuống này kia thì tụi cá vàng nó sống khỏe lắm. Do nhiều bạn nghĩ là cá vàng nó là loại tạp, thức ăn nó đa dạng nên chúng ta sợ nghe chung với guppy này kia là cá nhỏ là sợ nó ăn, đúng không? Mình thấy là không có các bạn. Hồi này nó khá là hiền luôn, hầu như nó chỉ ăn cám, ăn trùng với là bèo thôi nha các bạn, thấy không? Hồ của mình nó đầu liếp này kia bèo rất là nhiều, đúng không? Mà khi này bỏ 5 con mà nó ăn các bạn thấy không, những đốm cho nhỏ là bèo lớn nó ra không kịp các bạn. Hồi này nó ăn khỏe lắm, ăn rất là nhiều. Có cái nhược điểm là khi mà thả chung này thì tụi cá vàng tụi nó hay lục đáy, rồi nó hay xuống đáy lục, phải không? Có một con xuống đáy lục đồ ăn rất là nó sụt lên thì nó làm cho cái hồ của mình kiểu như là nó cặn lên đó, mà nó quậy cặn lên nó hơi đục thôi chứ hình như là không có vấn đề gì hết nha. Nếu như các bạn với cá vàng mà muốn nuôi chung hồi sinh như guppy này kia thì các bạn cứ thả đi nha, mình đảm bảo là không sao đâu, tụi này thì nó không phải là săn mồi, các bạn đừng có sợ, mình cứ thả đi. Bạn cần có cái hồ to to, cái thớt hơi rộng tí cho nó bơi lội này kia là nó rất khỏe nha. Còn nếu mình không cần dùng oxy luôn. Chúc mấy bạn nuôi thành công nha. Thì có nhiều bạn hỏi là cái cám mình cho trong video là cám gì. Thì đây là cái cám là do bên trại mình chọn nha. Thì bên trại của mình là không cho trùng chỉ các bạn. Tất cả các cá luôn bên trại mình đều lúc nhỏ thì cho ăn ạt thơ. Đến khi trưởng thành mà con cá đang là cám nên mình cho ăn cám. Thì đây là loại cám mà mình chọn. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua fanpage hoặc là số Zalo mình có để, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Mình để thử cho các bạn khoảng 50-100 gram ăn thử. Nếu mà cảm thấy ok thì bên trại mình có bán loại cám mình luôn nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký và một lượt subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mua cá thì có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage hoặc là Zalo của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn.